Sáng 23 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc Sơn phối hợp với Hội hành nghề y dược tư nhân huyện Sóc Sơn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà mái ấm tình thương cho gia đình anh Đỗ Văn Hải, thôn Thạch Lỗi, xã Thành Xuân. Tới dự có ông Nguyễn Chi Phương, trưởng ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, bà Lê Thị Hải, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Trần Văn Thảo, hội trưởng Hội hành nghề y dược tư nhân cùng lãnh đạo một số phòng, ban ngành của huyện, đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền xã và thôn Thạch Lỗi cùng cán bộ, hội viên Hội hành nghề y dược tư nhân và nhà tài trợ. Anh Đỗ Văn Hải thuộc hộ nghèo thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, mẹ già yếu, bố bị câm bẩm sinh. Anh Hải sống cùng gia đình trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp, rột nát, không có tài sản gì giá trị. Trong khi đó, việc của anh Hải chủ yếu là mò cua bắt ốc nên cuộc sống rất khó khăn. Do vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc Sơn đã kêu gọi các tổ chức cá nhân hảo tâm ủng hộ giúp đỡ gia đình anh Hải xây dựng ngôi nhà mới. Sau hơn một tháng thi công, công trình nhà ở của gia đình anh Đỗ Văn Hải đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng, giúp gia đình anh Hải yên tâm sống trong ngôi nhà mới khang trang với những tiện nghi cơ bản như TV, tủ lạnh, bếp ga, giường và một số vật dụng quan trọng khác. Đây sẽ là động lực để anh Hải và gia đình tiếp tục vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Ngôi nhà có tổng diện tích gần 60m², bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và sân, tổng trị giá 185 triệu đồng, trong đó Hội hành nghề y dược tư nhân hỗ trợ trên 145 triệu đồng, còn lại là gia đình, dòng họ và chính quyền địa phương cùng các tổ chức cá nhân hảo tâm hỗ trợ. Được biết, từ năm 2019 đến nay, Hội hành nghề y dược tư nhân huyện Sóc Sơn luôn đồng hành cùng các cấp, các ngành thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn và chung tay vì cộng đồng ở những vùng gặp thiên tai bão lũ. Đặc biệt là hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo, hội đã vận động hội viên đóng góp giúp gia đình anh Đỗ Văn Hải xây dựng ngôi nhà mới khang trang.